Xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn chia sẻ thanh nhạc có thể bằng hai nó. Và hôm nay là chủ đề là giải đáp các thắc mắc còn vương vấn còn ứ động lại. Các bạn nào đã biết đến mình rồi thì mình là chuyên về hướng dẫn và giảng dạy thanh nhạc, ca hát, hát hò về âm nhạc. Thì các bạn có nhu cầu liên hệ cái vấn đề gì đó thì các bạn liên hệ mình nha, để đường link mô tả bên dưới liên quan vấn đề âm nhạc. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho từng bạn. Rồi, ok. Rồi, hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho một bạn này rất là quen. Khi khi trên kênh của mình là Rit Rit Hunter Hunter Hải Tặc Tí Hon, rất là nhiệt tình. Cảm ơn bạn Hải Tặc Tí Hon nha. Rất là nhiệt tình. Thì nói ra thì mình nghĩ là bạn rất là đam mê ca hát đó. Ok, và mình sẽ giải thích cho các bạn. Các bạn nhiệt tình giống như những gì mà bạn đã nhiệt tình với kênh của mình, với mình. Cảm ơn bạn Hải Tặc Tí Hon. Rồi, cho hỏi. Cho em hỏi giọng từ pha 4 trở lên mới là giọng cao ạ. Hả hay ạ? Hả thầy ha, ạ là sao? Không. Giọng từ pha 4 trở lên mới là giọng cao. Ý ý bà hỏi là cái nốt từ đó trở lên, cái nốt nhạc đó từ đó trở lên mới gọi là nốt cao phải không? Nốt cao chứ không phải gọi là giọng cao bạn. Cao thấp thì là cái mình sử dụng gọi là giọng cao là một thể loại, một cái loại giọng. Mình có thể sơ phân biệt rõ ràng bởi nam cao, nam trung và nam trầm, nữ cao, nữ trung và nữ trầm đó. Thì cái từ mà cao là thể hệ cho giọng nam cao và giọng nữ cao đó. Còn cái chuyện mà cái nốt mà pha 4 á, đó là cái nốt cao, cái nốt nhạc, nó là gọi là cái cao độ của nốt nhạc. Khi mà bạn đặt câu hỏi này thì nó không có liên quan với nhau cho lắm. Đó, ví dụ bạn nói là mình hiểu được cái ý của bạn, mình hiểu là bạn đang hỏi là nốt pha 4 trở ly có phải gọi là gọi bắt là dành cho những cái người có giọng cao phải không? Có thể là giọng nam ha. Chưa, pha 4 chưa phải gọi là cao. Pha 4 có chỉ là những cái nốt nốt cao so với những người giọng bắt đầu là nam bass hoặc là nam trung. Đó là bắt đầu nam trung là bắt đầu lên tới cái nốt cao, tại vì nam trung thường thường vỡ ở cái nốt son. Thường thường sẽ vỡ dễ vỡ ở nốt son. Còn nam bass thì vỡ ở nốt đô và nốt rê. Nốt mi, nam bass là đỡ nốt mi. Đó, thì đối với hai cái loại giọng đó thì nó sẽ cao, nhưng mà nói với giọng nam cao thì đó mình đang giải thích cho các bạn, cho bạn và mọi người hiểu nha. Nói với bạn nam thường nam cao thì họ sẽ vỡ nốt la trên nam trung một nốt la hoặc là si, thường thường là la la là bắt đầu yếu đuối rồi, yếu đuối. Nhưng mà la si là sẽ vỡ, là sẽ lên không nổi nếu như mình không có kỹ thuật. Thường là nốt la là nếu có kỹ thuật yếu, giống như mình bẩm sinh mình là tenor nhưng mà kỹ thuật mình rất là yếu, nôm na là cái tài năng trong giọng hát của mình nó yếu hơn mọi người nên mình tenor gãy ở nốt la. Có một thời gian mình hư giọng mà mình gãy luôn ở nốt son. Nên các bạn nào mà đang mà có vấn đề mà sợ hư giọng hay là vấn đề bị hư giọng hay là gì đó, thì liên hệ mình có cách trị, bởi vì mình đã từng lướt qua cái giai đoạn hư giọng đó rồi đó. Nó là kể sơ sơ cho các bạn biết nha, lướt qua cái giai đoạn hư giọng là hát son 4 không được luôn, bất ngờ chưa. Còn bây giờ là son 5 là quất láng à, si gon son 5 quất láng luôn. Ok rồi. Thì nếu như các bạn nào mà đang có thắc mắc là vấn đề đó thì cái quãng giọng cho nam cao khác với quãng giọng cho nam trung, khác với quãng giọng của cho nam trầm đó. Càng cái nốt thì cái nốt pha 4 đối với nam trung là bắt đầu cao rồi đó,
cũng chưa cao lắm đâu, nhưng mà bắt đầu cao rồi đó. À, còn đối với năm bát là hơi bị đuối rồi đó, lên không nổi rồi đó, tại bát lên tới remi à. À, nếu nếu mà dọn bản năng rồi, thí dụ mà nam cao thì nốt đó thực sự là chưa cao, tại nam cao thì đoạn vỡ thường thường nó sẽ rơi ở nốt la. À, và lên si đô thì mấy cái chuyện nó nốt mấy cái nốt nó bị mờ đi. Si đô rơi vẫn lên được, nếu mà nam cao si đô rê mi vẫn lên được, nhưng mà nó bị mờ đi, nó nôm na là nó chuyển sang giọng gió luôn đó. Đúng không? Một là không hát được là do tiệt cổ họng lại vì gồng quá nhiều, hai là đi luôn gió đó. Thì cái đó là mỗi người mỗi chức giọng thôi nha các bạn. Ok rồi, hiểu. Các bạn bạn hãy tập tiếng hơn. Ok nha, là cái quãng giọng của mỗi người khác nhau, nên cái giọng cao giọng thấp, nốt cao nốt thấp là nó phải liên quan với nhau. Nên bạn đặt câu hỏi này nó hơi bị chông chênh một chút xíu, là ví dụ như bạn là giọng bariton thì cái nốt pha 4 là cái nốt đó là cũng hơi cao rồi đó. Nhưng mà đối với giọng tenor thì nó không là gì cả. À, nó không là gì đối với tenor cả. Đối với tenor là bình thường thôi. À, đó. Nhưng mà đối với đó là nói về cao, còn nói về thấp thì bariton lại có lợi, bass có lợi hơn ở nốt thấp. Giống như là tenor thì xuống tới si tới la là nó mờ tịt luôn, không còn nghe được cái gì hết. Thấy không? À, la si mà si hai á, đúng không? Đó. Là mờ tịt luôn, không nghe gì cả. Nhưng còn mà bariton thì xuống tới son fa mì luôn, còn bass thì xuống tới do re si dưới luôn đó. Mỗi người nó có cái quãng giọng như nhau mà nó có cái lợi thế của nhau, nên các bạn đừng thích quá hát cao, còn muốn hát cao là để nâng tầm giọng hát của mình lên. Ok, đầu tiên là chọn đúng quãng giọng của mình nha. Ok rồi, xong câu hỏi đó. Câu hỏi đầu tiên cho bạn Rick Hunter hãy tạc tiếng hôm, mà câu hỏi của một bạn rất là nhiệt tình trên kênh của mình. Cảm ơn bạn hãy tạc tiếng hôm. Rồi, câu hỏi thứ hai là của bạn Obvious D. À, cái là bạn này đặt cái tên tiếng tiếng gì đó mình cũng không biết luôn. Ok, thầy ơi, một thời gian em tập chest voice khá cao, bây giờ bỗng nhiên không hát lên cao nữa là sao ạ? À? Không hát được lên cao nữa là sao ạ? À? À, tập chest voice khá cao, một câu hỏi rất dễ thương. Chest voice không có giúp bạn hát cao. Trời ơi, chest voice không thể giúp chúng ta hát cao được. Chết voi chỉ giúp chúng ta ổn định cái giọng hát trầm thôi, cái nền của tần số thôi. Nó sẽ hỗ trợ, nhưng mà tập chết voi để hát cao là một chuyện phi lý. Ok, chết voi tập miss voi, tập head voi. À, miss cái mặt của mình, head là cái đầu của mình, thì nó là để hát nốt cao. Chứ còn tập chest voice mà để hát nốt cao thì là một điều phi lý. Giọng ngực mà nó đang ở dưới đây mà, thì nó chỉ tạo nên khi mà đầy. Rồi, đây là một đây, mình đang nói về giọng ngực. Giọng ngực thì nó tạo nên cho chúng ta một mức độ ấm, độ dày và độ dày dặn trong cao độ. Nếu chúng ta kết hợp giọng ngực với mid voice, nó gọi là chest đi mid, giọng ngực mid, mực ngực pha đấy, thì nó sẽ ra là như thế này, thì nó sẽ sáng hơn và nó sẽ cao hơn. Miss nè, miss là nó có head voice trong đó nha. Đã gọi là miss thì chắc chắn là phải có head với chest rồi. Thì mình sẽ là đó, thì nó là chest ti miss chứ không phải gọi là miss voice. Miss voice là giọng ngực là không có hát cao được. À, còn mấy giọng hát chest ti test timid hay head timid thì nó chỉ là phân biệt ra cái tỷ lệ giọng nhiều hay ít trong cái mid voice thật sự thôi. Gọi chung chung nó là mid voice đi, nhưng mà với cái tỷ lệ là chest nhiều hơn hay là head nhiều hơn vậy thôi. Ok, đơn giản vậy nha. Nhưng chest voice là không thể hát cao được. Trời ơi là trời, ai tập chest voice để hát cao? Tập chest voice là để giọng hát của bạn dày hơn, ấm hơn, ổn định hơn, và làm cái chân âm thanh nó tốt. Rồi sau đó là một bước phóng lên head voice, phóng lên mid voice để tạo nên những nốt cao. Are you okay?
Ồ, ok nha bạn, đó là sự đóng góp của mình đó. Bạn rút 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 kết được cái gì thì bạn rút nha. À, trên tinh thần là đóng góp thôi, chứ không phải gọi là mình chì chiết mình làm gì đó ghê gớm lắm nha. Đóng góp để phát triển hết, ok nha, đóng góp để phát triển thôi. Vui vẻ, sống là phải happy, học âm nhạc là phải happy, phải vui. Còn không vui thì đừng có học âm nhạc, đúng không? Làm cái gì là phải vui. À, vui mình mới làm, mình mới sống với nó cả đời được chứ. Học nói chuyện tào lao rồi đó, lan man rồi đó. Ok, tiếp tục luôn. À, cái câu hỏi của bạn cũng khá là dễ thương nha. Bỗng nhiên không hát được lên nổi nốt cao nữa thì đúng rồi, bạn tập sai rồi, sai rồi. Quay trở về đăng ký kênh của thầy Phong và lập tức tập lại từ đầu. Không có gì cả, không phải là tập lại từ đầu đâu, bạn tập tiếp để phát triển lên. Cuộc cuộc đời chúng ta là thăng trầm bể dâu, đúng không? Nó lên xuống như cái sóng âm vậy đó. Âm nhạc nó sóng âm, khi mà chúng ta lên rồi chúng ta phải xuống, khi chúng ta thành công và tiếp nối sau đó là sự thất bại khó khăn, rồi tiếp tục xuống là sẽ thành công và chúng ta xuống. Cuộc đời là như vậy chứ không có thế nào mà cứ thăng cứ lên hoài như vậy được. Cuộc đời sống mà cứ lên hoài như vậy thì không phải là nghĩa là sống. Thì tập sai là có gì đâu bình thường, sau đó chúng ta rút được những bài học kinh nghiệm cho mình, rồi đó chúng ta sẽ đẳng cấp hơn, chúng ta sẽ ổn định cái vị thế, cái level của mình trên mọi thứ ha, chứ không chỉ là trong ca hát. Nên lộn tập lộn thì tập lại. Có gì đâu phải xoắn. Ok rồi đấy nha, các bạn đăng ký kênh của mình và tập lại cái phần mix voice, chest voice cũng được, nhưng mà phải tập, bạn thì tập thêm mix voice nữa, tập thêm head voice nữa nha, chứ không chỉ tập chest voice. Ok, hạn chế kéo chest lên cao mà không có mid với head là te tua. Ok rồi. À, con này của bạn Huy Nhật là dễ thương này. Huy Nhật, nghe thầy hát em thấy phần ngực của thầy nhấp nhô nhấp nhô. Dạ, cho em hỏi thầy lấy hơi như nào trong clip vậy, ngực hay bụng? Em có vấn đề là dù lấy hơi bụng nhưng em vẫn rất đuối và mệt, xong con hát em lại tiếp tục, con hát tiếp theo rất yếu, chỉ em với thầy ạ. Ok Huy Nhật, vấn đề này gặp nhiều lắm khi chúng ta không biết cách sử dụng hơi thở. Nhắc lại một lần nữa nha, vấn đề này rất là bình thường nên bạn đừng có đặt nặng vấn đề là như vậy. Chúng ta chỉ không biết cách sử dụng và áp dụng hơi thở của mình vào trong âm nhạc và trong câu hát của mình thôi đó. Khi mà mình hát thì ngực nhấp nhô thì vấn đề lấy hơi gấp quá thì vô ngực chưa kịp vô bụng. Nó lấy hơi vô phổi chứ không phải lấy hơi bụng. Ok, ai mà nói lấy hơi bụng là sai. Bụng nó không có giúp chúng ta lấy hơi và để hát, lấy hơi và để hát. Bụng nó chỉ chứa đồ ăn thôi, lấy hơi vô bụng là toàn bộ nó tiêu hóa hết. Còn hát là chúng ta sử dụng sao? Hơi thở nó đi qua thanh đế, nó tạo tiếng đó, nó tạo nên âm thanh. Thì qua thanh đế là muốn như vậy thì hơi phải vào phổi, chứ lấy hơi là bụng vào phổi. Lấy hơi bụng là tại vì sao? Tại vì hơi nó đi sâu xuống dưới bụng, sâu xuống dưới bụng là cái phổi nó nở ra, cái này mà các bạn đi nở ra xong nó chèn ép các cơ quan nội tạng, nó phình cái bụng mình ra xong mà tiếp tục cái để hát được cái hơi đó hiệu quả. Đây vấn đề của bạn nè, để hát được hơi mà các bạn phải dùng một cái lực, thứ nhất là các bạn phải giữ hơi lại, thứ hai là nén để đẩy cái hơi lên, thì bắt đầu nó là cơ hoành, nó giống hai cái cục đó. Thì khi các bạn lấy được cái hơi sâu xuống rồi, tập lấy hơi sâu. Lấy hơi sâu là như thế nào, là lấy hơi dài. Câu chuyện đó mình sẽ làm video riêng về lấy hơi cho bạn luôn, bạn đừng lo nhé. Sắp tới đăng ký kênh của mình, liên hệ mình sẽ có đầy đủ. Ok rồi. Nói sao nữa, nói gì nói quên cha nó, nói quá thì nói đó. Thì cái đó mình nói cái phần lấy hơi, bạn thiếu đi cái độ nén của hơi, nên khi bạn lấy vô, bạn lấy dù có lấy cho sâu thế nào đi nữa, bạn không nén, bạn không giữ nó lại, sau đó bạn phải có một cái lực nén bằng ép cái cơ quan, cái phổi của mình, thì lúc đó cơ hoành nó ép lại, nó tạo thành một cái lực đẩy bơi hơi, nó đẩy lên trên, nó bắn cái chiêu lên trên mà nó chạm vào các khoảng van trên cơ thể của mặt của mình, trên cơ thể của mình luôn, nó rung lên. Forever and one, I will miss
chill. Đó, nó vang lên như vậy thì nó hát mới được. Đó, mà lúc đó I will miss you. Đó, nén của cái hơi. Phan một cái phần gọi là cái phần cơ hoành, cơ hoành đó. Hai cái cục xương éo éo ok nha. Đó, vấn đề là nằm ở chỗ đó thôi bạn ơi. Bạn bạn gì ta? Nói quá trời nói luôn, không biết bạn nào luôn. À bạn Huy Nhật ha, bạn Huy Nhật. Đó. Thì đó là các bạn chưa biết cách sử dụng hơi, tập lại cái kỹ thuật sử dụng hơi nha. Đón xem video của mình sẽ làm, mình sẽ chia sẻ tất cả là miễn phí. Ok, các bạn đừng có lo gì cả. Còn khi mà ai mà muốn tốn tiền, tốn bạc, muốn chất lượng hơn á thì đăng ký bên kênh của mình bên dưới. Thứ nhất đó là đăng học online. Học online là học trực tiếp với mình qua mạng internet thì các bạn ở đâu xa. Còn học offline thì học tại trung tâm của mình. Đây là trung tâm của mình, đầy đủ các trang thiết bị về âm thanh và ánh sáng, về tất cả tút tùn tụt. Có luôn phòng thu âm luôn cho bạn thu âm luôn. Thu âm trải nghiệm hát micro, hát này nọ luôn, ok. Hát xong cho đi cho show đi diễn luôn, nhưng mà mùa này ế show. Mùa corona, mùa ế show mùa. Nhưng mà mình dạy, mình không có dạy trong mùa này thì mình không có dạy offline nha, mình không có nhận dạy offline. Có đăng ký thì đăng ký qua mùa sau hết dịch đi. Còn giờ mình chỉ nhận dạy online thôi. Link bên dưới. Quảng cáo 30 giây kết thúc. Nha, mình sẽ làm cái video. Còn các bạn nào mà không có điều kiện mà đam mê thích trau dồi thì cứ lên mạng làm học bình thường nha các bạn. Cứ đặt câu hỏi mình sẽ trả lời tận tình tận tâm, và mình sẽ chia sẻ những cái video đầy đủ hết tất cả các nội dung, không thiếu gì đâu. Mình làm là mình làm, là mình chia sẻ, mình cống hiến, mình để lại, chứ không phải làm giấu nghề. Ghét nhất giấu nghề, ai giấu nghề giấu đi, chứ thầy Phong hay nói là không bao giờ giấu nghề đó. Nói như vậy các bạn biết có bao nhiêu là trao hết bấy nhiêu, có bao nhiêu là trao hết bấy nhiêu. Chỗ này mình hát, mình tiến bộ lên nhiều là nhờ mình chia sẻ, nhờ mình làm kênh YouTube này nè. Đó, mình chia sẻ nhiều là tự nhiên mình tiến bộ lên nhiều, rõ luôn đó. Đó, cũng nhờ phần phước của các bạn. Ok. Rồi. Câu hỏi tiếp theo nha. Đó, bạn Huy Nhật nha, tập lại cách sử dụng hơi thở nha. Bạn chỉ biết lách lấy hơi thôi chứ bạn không biết cách dùng hơi. Ok. Còn vật mà mật ngực mình nhấp nhô hay bụng mình nhấp vô, cái đó là trong một câu hát gấp quá lấy lời lấy hơi lẹ. Nhưng mà biết cách sử dụng hơi thì thế nào vẫn được trong một câu hát, trong một bài hát. Ok, câu hỏi rất là dễ thương, rất là vui. Rồi tiếp theo luôn nha, trả lời hết không chừa một ai. Có một cái câu hỏi rất là dễ thương của bạn MVT. Một câu hỏi rất là dễ thương, rất lâu rồi, nhưng mà mình sẽ mình moi ra mình trả lời hết đi, trả nợ. Thầy Phong ơi, cho em hỏi một câu hỏi rất liên quan nha, rất liên quan với thanh nhạc, ca hát. Em muốn mua một bộ mic thu âm thì tốn kém không thầy? Em muốn mua để thu âm cover, đăng ký đăng lên YouTube không? Không không biết. Chứ không phải là không tốn. Tốn, bạn bỏ tiền ra bạn mua một cái gì mà cũng phải tốn hết. Tốn thời gian của bạn nè, tốn tiền nè, tốn công sức của các bạn nè, tốn có nhiều cái cũng phải tốn ha. Nhưng mà bạn muốn mua một bộ mic thu âm mà để hát chơi chơi đăng YouTube thôi đó, thì 2 triệu đổ lại trên mạng bán đầy luôn mấy cái micro, mấy cái bộ thu âm livestream á. Cái quan trọng nhất là bạn biết sử dụng phần mềm phòng thu, sân phần mềm thu âm, và sau đó bạn biết biết cách mix nhạc. Đó là kỹ năng, đó là nghề thu âm và mix nhạc rồi. Chứ còn cái thiết bị thì đầy trên mạng, YouTube, Google bấm kịch kịch ấy, Google, YouTube cũng có. Bấm kịch 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 là ra hết. Chờ 2 triệu, có tiền thì mua 3 triệu, 4 triệu. Còn đại gia thì mình không nói rồi. 4 triệu, 400 triệu, 500 triệu, tỷ bạc phòng thu, đồ phòng thu cũng có. Cái gì nó cũng có, giá nào cũng có. Một cái micro thôi 100 triệu bình thường. Bình thường lắm. Phòng thu chuyên nghiệp á 100 triệu cái micro, chỉ còn một cái mic thôi. Mà trong phòng thu nó có hàng trăm món như vậy đó. Các bạn cứ tính đi, hàng trăm món đồ như vậy. Nếu bạn mua micro đó thì tất cả các món kia cộng lại thì nó lên chục tỷ là chuyện bình thường đó. Ok, rồi. Thì 2 triệu cũng có các bạn à, triệu mấy cũng có. Ok, tiền quan trọng là túi tiền bạn có nhiều. Và bạn phải biết cách sử dụng phần mềm phòng thu và kỹ thuật thu âm, mix nhạc. Ok.
Ok, thu hết thì đó, thu đăng lên mạng rồi phải biết YouTube, YouTube phải biết kinh sử dụng đăng ký kênh YouTube vân vân ha. Rồi các bạn ha. Ok. Rồi tiếp luôn câu hỏi này cho tôi nhanh nhanh nè, câu hỏi này cũng không có gì thắc mắc gì lắm. Rồi. Ok, câu hỏi cuối cùng. Em thấy trên clip YouTube có nhiều người dạy giọng trầm, đúng không? Dạy giọng trầm, đúng rồi, dạy giọng trầm thì nhiều lắm, đâu phải chỉ có mình đâu làm thanh. Trên YouTube bạn bấm đi, đầy rẫy rồi, mấy thầy cô còn giỏi hơn mình nhiều. À, các bạn mỗi người sẽ có những cái giỏi rất là hay, nên các bạn cứ nghiên cứu từ từ mà phát triển ha. Dạy giọng trầm là giọng trầm là những nốt thấp, mà những cái nốt thấp thì để hát được những nốt thấp thì bạn sử dụng chest voice, bạn sử dụng những cái khoảng vang ấy sâu hơn cả chest voice, nó là dụng âm 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 bụng á, âm cái âm ở bụng, thì nó kết hợp nó tạo nên độ dày của giọng. Mà còn để hát, mà để mà hát được những cái nốt trầm mà rõ thì cũng tùy theo cái màu giọng thôi các bạn. Không phải ai sinh ra thì cũng có thể hát được nốt trầm, giống như mình sinh ra nốt trầm rất là khó ha, nhưng mà hát được chết vôi đi, thấy không? Đưa nặng thanh thì đưa đô si la son fa mi vang xuống bụng luôn, re đô si la son, thấy không? Thấy không? Không, nó sao thôi. Hay là cái mà kỹ thuật, hát giọng gỗ nè. Do si la son fa mi re re do 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 si la Nào, cái đó thì nghe nó rền rền rồi. Do si la son fa mi re do do. Đó là những cái kỹ thuật có thể hát được những cái nốt trầm, nhưng mà tập mở quản giọng đi các bạn, đừng hát nốt trầm để làm gì. Ai đi hát nốt trầm mở quản ra, khuyên một lời khuyên chân thành và đẹp trời đẹp mắt luôn là mở quản giọng là sao. Ví dụ như bạn xuống thấp, bạn muốn phát triển cái giọng thấp thì bạn bạn hát tới nốt giống như mình là xì là bắt đầu, đúng rồi, thì bắt đầu sử dụng chest voice, đưa khoảng ba xuống si la son thì bao nhiêu đó là đủ rồi, không có bài hát mà viết thấp thấp hơn mi re đô si dưới đâu, không không có đâu. Nên cái gì bạn chỉ cần mở một cái quãng giọng vừa phải để khi mà bạn hát được những cái bài hát mà mình muốn hát cảm thấy tự tin, ví dụ như bạn chuyên về nốt cao thì bạn cứ mở về nốt cao giống như mình nè, đúng không? Nên trong bài hát thì thường thường cao dữ lắm á, thì nó cũng tầm khoảng maximum cũng 3 quãng 8. Còn những cái bài mà nó mà 3 quãng 8 nhậm không? Còn những cái bài mà opera hay tính phòng nhưng mà đó mình không nói gì, nó đi quá chuyên sâu rồi, các bạn phải học 9 năm 10 năm chuyên sâu có thể hơn thế nữa, thì thạc sĩ, tiến sĩ âm nhạc thanh nhẹ thì câu chuyện đó là nó đi qua ngoài cái khả năng kiểm soát của mình đó. Nên đừng có mở quản, đừng có hát giọng trầm nhiều quá, chỉ cần mở quản giọng vừa phải tự tin. Có bao giờ anh nhớ em nhiều, ví dụ như vậy, em đấy, giọng tenor của mình vẫn có thể mở được cái đó khi mình áp dụng chest voice và cái âm thanh vang ở dưới bụng. Để có thể vừa tự tin và truyền tải được cái cảm xúc của nó hay hơn, và cái quan trọng nhất là hát hay hơn thôi, chứ không quan trọng là hát giọng trầm nha các bạn. Nên các bạn đừng 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 đặt nặng cái vấn đề gọi là hát luyện giọng trầm nhiều quá, mà hãy là mở được cái quãng giọng của mình bằng chest voice, tập chest voice đi, tập âm thanh vang ở bụng đi. Rồi sau đó là hát những cái bài hát mà mình thích, mình hay, và mở sẵn tiện là mở luôn giọng cao luôn nha, tại vì đừng có mở giọng trầm quá,
mở giọng cao luôn để cho cái quãng giọng càng ngày càng rộng ra thì mình hát càng ngày mình sẽ càng tự tin hơn và hay hơn. Vậy thôi, cuối cùng chốt lại một vấn đề là dù học thanh nhạc cả kiếp cả đời đi nữa, học kỹ thuật thế nào thì mà hát mà không có cảm xúc là dẹp. Không sai được, đi dạy thanh nhạc thôi đó, đi dạy kỹ thuật thôi. Thời buổi như giờ người ta lại đòi hỏi cao hơn nữa, ngoài kỹ thuật ra người ta phải hát thật là hay nữa, mà hát hay là yếu tố là bạn phải truyền tải được cảm xúc, bạn phải truyền cho người ta được cái nhiệt huyết, truyền lửa đó để thành công. Cái câu chuyện ở đây là câu chuyện của cảm xúc, câu chuyện đây là lửa đam mê, câu chuyện đây là khai thác được cái vẻ đẹp tâm hồn của mọi người và truyền tải nó ra bằng câu hát. Ok nha. Rồi các bạn nào muốn đặt những câu hỏi khác hay là muốn có những cái câu hỏi nào mà khó khăn về mình thì cứ comment bên dưới, tiếp tục ủng hộ mình, tiếp tục xem video clip và tiếp tục nghiên cứu và phát triển bản thân thanh nhạc, cố gắng nỗ lực cùng nhau. Ok, và ta sẽ tạo nên nhiều thành tích trong cuộc sống này. Rồi ok, xin chào các bạn. Ai muốn học thanh nhạc hay là muốn đúng rồi, ai chưa đăng ký vô kênh Mời Hát Vô Đi Hết cũng đăng ký luôn. Link bên dưới mô tả, đăng ký vô trỏng, quay video up lên cho mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng giọng hát của mình kỹ hơn. Sau đó mọi người sẽ đóng góp cho các bạn, rồi các bạn quay về kênh của mình đặt những câu hỏi ABCD nha. Kênh của mình là nơi tiếp nhận những câu hỏi để trả lời. Còn ngoài cái kênh YouTube này, là mình sẽ không tiếp nhận những câu hỏi để trả lời nha các bạn. Tại vì nhiều lắm, mình tập trung vô một chỗ mình tiếp nhận nha. Rồi các bạn cứ về đây đặt bao nhiêu cũng trả lời hết, bao nhiêu cũng nhiệt tình 24 trên 7 hết nha. Tập trung một chỗ để mình còn có thể trả lời nó được không thiếu sót. Với lại trong công việc ai cũng có nhiều những việc khác, mình còn phải đi dạy thanh nhạc cho mọi người nữa, nên ai muốn học thanh nhạc thì hãy đăng ký liên hệ mình. Học online đi, mùa này học online vui lắm. Ok, và có nhiều những cái chương trình khuyến mãi mình đang giảm giá cho các bạn trong mùa online để có thể là giải trí ở nhà. Ở nhà chán lắm, lên học online với mình cho vui ha. Ok, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video.